những người hâm mộ ban nhạc K-pop Seventeen và những người tham gia lễ hội đã tập trung tại sân khấu kim tự tháp chính của Glastonbury để tham dự màn trình diễn âm nhạc. Năm nay, Seventeen làm nên lịch sử với tư cách là nhóm nhạc K-pop đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc mang tính biểu tượng ở miền Nam nước Anh. Tôi đã thích họ suốt 9 năm kể từ khi họ ra mắt vào năm 2015. Thật tuyệt khi Glastonbury giới thiệu một thể loại âm nhạc mới. Sự kiện xuất hiện của Seventeen tại Glastonbury là bước đi mới nhất của lễ hội, đem lại sự đa dạng cho sự kiện âm nhạc vốn ngự trị bởi nhạc rock và hippie truyền thống. Bên cạnh nhóm nhạc Seventeen là các tên tuổi nổi tiếng như Dua Lipa, Sunday, ban nhạc rock Coldplay. Ngành công nghiệp K-pop đào tạo nghiêm ngặt về kỹ năng nhảy, ca hát và ngôn ngữ đã sản sinh ra những ban nhạc nổi tiếng như BTS và Blackpink. Các ban nhạc này ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các lễ hội âm nhạc lớn của phương Tây.